12 thích pop 2022 anh có hỏi tự nói là thích nghe trap. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen, cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô bảo chồng em kia rất là ghen, tao thốt lên là đen. Cơ trưởng của tôi thì chưa ngắn hai bao giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với sân vận động Âu Trên Thất để chứng kiến trận bóng giữa hai đội Hiếu Hư Hỏng và Hoàng Hơi Gầy. Trận bóng diễn ra trong khuôn khổ giải bóng đá Ngoại Hạng Anh Trai. Ngày hôm nay thì đội Hiếu Hư Hỏng ra sân với trang phục mỗi người một màu. Đội Hoàng Hơi Gầy ra sân với trang phục mỗi màu một người. Và sau đây xin mời hai đội đánh nhau. Rồi, để cứ đổ nhá. Được rồi, hai anh sẵn sàng chưa? Chuẩn bị, bắt đầu. Anh Hiếu, mạnh mẽ lên, đứng lên làm lại. Tôi muốn đậu mắm tôm, mạc văn khoa giá cả bình dân. Từ Gò Vấp, Tân Bình, chi nhánh Bình Thạnh có cả Bình Tân. Mày làm cái trò gì này hả? Mày đang mặc kiểu gì đây? Ui, mày làm thế nào đấy? Ui, tao là bạn mày chứ còn ai nữa. Thế bây giờ mày có đi về không đi bảo? Tự nhiên người ta vừa mới ra bảo người ta về. Ôi Hiếu ơi, mày nhìn xem mày ăn mặc có giống cái thằng gặp người không hả? Thế không đi về thì gửi cho em em lung linh và tiền sống nợ biết ơn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chân người cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau. Cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên ai. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Nhưng đưa phụ nữ giữ tiền chưa chắc hết mà lại còn đẻ sinh thêm nữa. Cho ta chút vui, chút tôi. Để mình đến đâu là anh đang giấc ngủ. Trong thân quen anh xưa, đang có xuống dưới đau khô và mùi tươi.
lòng được mang. Thôi anh không hợp trách mà về, đời người vốn chỉ là hợp tan. Mình ở làng đến khi về kiếp, em mới xin hãy là những gì hiện hữu. Em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi, anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ. Lần nào cũng cứu chị, lần trước tay còn chưa khỏi kìa. Chỉ cần chị an toàn, em sẵn sàng làm tất cả. Mày thích mày nói à? Mày thích bắt nạt em đảo của tao. Chuyện đây mà sao trái tim vẫn đau thế này. Bỡ bên rồi, người bước đi rồi, kỷ niệm cũng dần phai phôi. Không bị han thích pop hay không em han, câu hỏi tự nói là thích này. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen, cô ấy bảo cô ấy đã cho làm fan. Cô bảo chồng em kia rất là ghen, tao thốt lên là đẹp. Thật bình thường nhau, em chìm vào dung giấc mơ. Để con tim một lần nữa yêu lên. Vì đôi lúc anh lấy em rằng người quá đen thôi. Vì mong ấy có thể phải nhòa nhưng chẳng xa rồi. Suýt nghiện à, bê tha thế à, tao à, cậu tao à, bạn nè, bạn nghiện mà bạn oai thế. Chờ mãi cũng chẳng thấy dáng em đâu.
quen nè, gọi nữa đó, rõ ràng gọi nữa nè hả. Cái gì vậy bà nội, cái gì vậy?